Khi bước vào cửa hàng điện máy ở Việt Nam, tôi đã bị sốc khi thấy ở đó toàn trai xinh gái đẹp. Ước gì tôi có thể đến đó hàng ngày để ngắm người đẹp cho bổ mắt. Đó là chia sẻ của một cô gái Trung Quốc. Các bạn thân mến, trên mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải một video có tiêu đề như sau. Ở Việt Nam, chồng tôi dẫn tôi đến cửa hàng điện máy để mua nồi chiên không dầu. Nhưng khi vừa bước vào, tôi đã đỏ mặt. Tác giả này tâm sự, ở Việt Nam thực sự có rất nhiều chàng trai, cô gái trẻ đẹp. Không biết những bạn nào từng đi du lịch hoặc làm việc ở Việt Nam có để ý điều này không? Hôm nay tôi muốn đỏ mặt một chút về chủ đề này. Câu chuyện sau đây tôi kể sẽ khiến các bạn toát mồ hôi hột. Tôi đến từ Hàng Châu và chồng tôi đến từ New Zealand. Hôm đó chồng tôi quyết định mua một máy lọc không khí, một nồi chiên không dầu để tự nấu những món ăn quen thuộc. Chồng tôi chở mẹ con tôi suốt 1 tiếng rưỡi đến trước một cửa hàng điện máy ở Huế, đó là cố đô của Việt Nam. Vừa bước vào, mặt tôi đỏ bừng đến tận cổ. Tôi sốc vì hai bên cửa hàng có các bạn nam rất trẻ và đẹp trai, đặc biệt là những người phụ nữ đứng chào đón khách. Khi tôi vừa bước vào, họ đã đặt tay lên trên ngực, hơi cúi đầu về phía trước và nói gì bằng tiếng Việt mà tôi không hiểu. Nhưng tôi đoán, ý nghĩa chung thì họ rất hoan nghênh khi chúng tôi đến đây. Người đẹp như thế này ai mà không thích. Ngay cả tôi, một phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi cũng đắm chìm trước vẻ đẹp này. Tôi chắc chắn sẽ ngắm lại một lần nữa. Không biết cửa hàng này có phải toàn tuyển các bạn trẻ xinh đẹp ở Huế hay không, nhưng ai cũng đẹp trai và xinh gái. Vừa bước vào cửa, tư thế này khiến tôi choáng váng đến mức dám lấy điện thoại ra chụp ảnh như thế nào. Khi chồng tôi hỏi người phục vụ đẹp trai này về nồi chiên không dầu, tôi đã lén chụp vài bức ảnh. Tôi đoán tiếng Anh của anh chàng đẹp trai này không tốt lắm, nhưng anh ấy có thể hiểu và nói. Toàn bộ quá trình rất thú vị. Chồng tôi hỏi chàng trai trẻ đằng kia bằng tiếng Anh, nhưng anh ấy không nói một lời mà chỉ tập trung vào công việc tháo rời các phụ kiện của nồi chiên không dầu. Chồng tôi hỏi gì cứ vâng vâng. Dù sao thì tôi nghĩ cả hai đều rất thông minh, dù là chồng tôi hay anh chàng bán hàng. Chồng tôi chỉ mất 10 phút để quyết định nên mua nồi chiên không dầu nào, tất cả chỉ bằng ngôn ngữ cơ thể. Sau đó anh chàng này dẫn chúng tôi đến quầy thu ngân. Ôi, ngay cả cô thu ngân ở quầy thu ngân cũng xinh đẹp. Tôi lấy nhân cơ hội đó, tôi chụp ảnh chồng con tôi và tôi chụp ảnh một số người, những người phục vụ trong cửa hàng. Họ trông có vẻ ngại ngùng, ha ha. Thật tiếc là tôi không thể đến cửa hàng điện máy để mua đồ mỗi ngày. Nếu không, tôi luôn có cớ đến đó để ngắm người đẹp. Ngắm người đẹp rất tốt cho mắt. Ở đó có khá nhiều trai xinh gái đẹp. Không biết những người đã từng du lịch Việt Nam hay đang làm việc tại Việt Nam có cảm thấy như thế không? Đó là chia sẻ của cô gái Trung Quốc này với cư dân mạng nước họ. Quả thực khi đến bất kỳ siêu thị điện máy nào ở Việt Nam, chúng ta đều thấy các bạn nam, các bạn nữ ở đó đều rất đẹp trai xinh gái. Đến người Việt Nam còn mê nữa là người Trung Quốc. Sau khi video này được đăng tải thì đã thu hút một số bình luận của netizen Trung Quốc. Đa số họ đều đồng ý với tác giả này. Có người còn nói, ở Việt Nam đâu đâu cũng thấy phụ nữ xinh đẹp. Cụ thể, netizen Trung Quốc đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Vâng, khi tôi đến quầy bán vé máy bay ở Việt Nam, cô gái trẻ ở quầy bán vé trông giống như một nữ diễn viên. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Bạn chưa từng đến Trung Quốc phải không? Trung Quốc có nhiều hơn. Tôi nghĩ ở Thái Lan có rất nhiều trai đẹp, nhưng ở Việt Nam thì không. Bạn chưa đi nơi khác à? Ở Việt Nam cũng có nhiều trai đẹp và gái xinh nhiều hơn Thái Lan. Khi đến Việt Nam, tôi thấy các tiếp viên hàng không Việt Nam rất đẹp, nhưng tiếc là họ không cho tôi chụp ảnh. Ở đó nhiều trai đẹp không? Đẹp hơn Trung Quốc không? Tôi ở Việt Nam được nửa tháng, nhưng chưa thấy nhiều đàn ông Việt Nam đẹp trai. Khi đến Việt Nam, tôi thấy nhiều người có gò má cao, mũi to, môi dày. Bạn đã đến thành phố nào ở Việt Nam? Dường như con người ở những vùng miền khác nhau có vẻ ngoài khác nhau. Tôi đã đi đến nhiều thành phố ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ thấy người bình thường đẹp như thế này. Ngược lại, những nhân vật được chọn để nhảy trên sân khấu thì cực đỉnh, nhưng mặt lại không đẹp cho lắm. Tôi nghĩ do bạn tiếp xúc quá ít người. Tôi đã sớm phát hiện ra rằng con gái Việt Nam về cơ bản là xinh đẹp. Đúng, tôi thấy con gái Việt Nam không có ai xấu cả. Và bạn không thể tìm thấy ai nặng hơn 60kg. Tôi cảm thấy 70-80% con gái Việt Nam đều đẹp. Đồ ăn ở Việt Nam nhẹ nhàng, cả nam và nữ đều có vóc dáng cân đối, nhưng phụ nữ nhìn chung thấp hơn nam giới. Tôi thấy đàn ông phụ nữ Triều Tiên đẹp nhất thế giới. Nồi chiên không dầu có dễ sử dụng không? Chúng tôi sử dụng nó 2 hoặc 3 lần rồi vứt nó đi. Không thể đâu, bây giờ 70-80% món ăn đều dùng cái này. Có vẻ như bạn hơi tham lam. Bằng cách này, hãy tìm cơ hội hẹn người mình thích đi ăn bí mật, dù sao giá cả ở Việt Nam cũng không đắt. Ý tưởng của bạn sai trầm trọng. Nhiều người ở Việt Nam là người gốc Pháp. Phụ nữ Việt Nam đều là người da đen mà bạn.
ở đâu cũng có người đẹp người xấu, nếu nói người Việt Nam đẹp thì tôi không tin. Những nam thanh niên, cô gái trẻ đẹp trai đều đến làm việc trong một ngành dịch vụ, những gì bạn nhìn thấy đều là vẻ bề ngoài của họ mà thôi. Bạn nói đúng, ở Việt Nam rất nhiều trai đẹp, tôi đã thấy rất nhiều trong các trung tâm mua sắm ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình mới đi thành phố Hồ Chí Minh và Hội An nhưng không để ý, mình chỉ ngắm cảnh thôi chứ không ngắm người. Tôi sắp sang Việt Nam làm việc tại một nhà máy. Cảm ơn bạn đã giới thiệu cho tôi một địa điểm tuyệt vời để ngắm gái. Tôi chắc chắn sẽ đến đó thường xuyên. Nhiều người đẹp quá, giới thiệu cho mình một người nhé. Tôi đã gần 40 rồi và tôi thực sự không thể vào được nhà máy ở Việt Nam. Tôi cũng không biết cách để đến Việt Nam, ai có thể giúp tôi được không? Nhiều người khen phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, nhưng lại quên mất đàn ông Việt Nam cũng rất đẹp trai. Một số người bạn tôi quen ở trên game đều có giọng nói ngọt ngào, ấm áp, đặc biệt ngoại hình rất ưa nhìn. Tôi không thể đếm được họ đã tỏ tình với tôi bao nhiêu lần, chơi game với họ rất vui. Đẹp quá, họ còn sang chảnh hơn tiếp viên hàng không nội địa. Với ngoại hình chuẩn như thế này mà không đi làm tiếp viên hàng không thì hơi phí. Lúc đó quân đội Mỹ ở Việt Nam rất nhiều, nên những người phụ nữ có vóc dáng đẹp đều là con lai. Cá nhân tôi nghĩ một số cô gái ở Việt Nam rất xinh đẹp, chứ không phải ai cũng đẹp. Việt Nam có khí hậu tốt, phụ nữ đều biết cách chăm sóc da, nên nhiều phụ nữ đẹp là chuyện bình thường. Sau khi đến Việt Nam, tôi thấy phụ nữ Việt Nam quả thực rất xuất sắc. Chỉ số hạnh phúc gia đình ở Việt Nam rất cao, không hề có một lời phàn nàn hay mưu mô nào cả. Đẹp quá, con gái Việt Nam trắng trẻo xinh đẹp, nhân viên trong siêu thị điện máy này có vóc dáng như người mẫu. Tôi đã đến Nha Trang 2 lần, ở bãi biển có rất nhiều cô gái đẹp, đó là những trải nghiệm tuyệt vời. Hình như tôi đã đến Hà Nội cách đây vài năm, tôi cũng từng đến một cửa hàng để mua điện thoại. Giống như bạn kể, nhân viên ở cửa hàng rất niềm nở, lịch sự, tôi có cảm giác như mình là một thượng khách. Tất cả nhân viên đều đẹp như vậy, tôi chưa bao giờ thấy một nhân viên nào có tính khí xấu, họ rất thân thiện với khách hàng. Tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cô ấy qua trang phục của cô ấy. Hiện tại, có cô gái Việt Nam nào muốn lấy chồng ở Trung Quốc không? Tôi đã bay trên Vietnam Airlines. Các cô gái Việt Nam thật tuyệt vời. Khi xuống sân bay, các nhân viên ở quầy cũng rất tuyệt vời. Sau đó tôi đến khách sạn, nhân viên ở đó cũng tuyệt vời. Nói chung ở đó ai cũng tuyệt vời. Vẻ đẹp ở mức độ này không phải là thứ mà người bình thường có thể thưởng thức được. Nhân viên cửa hàng ở Việt Nam thật xinh đẹp. Hy vọng bạn sẽ quay video về họ, tôi sẽ ủng hộ bạn. Nước nào cũng vậy, ngành nào lương cao thì càng có nhiều người đẹp. Đàn ông Việt Nam có vẻ ngoài nam tính hơn Thái Lan. Tôi vừa trở về từ Thái Lan, đàn ông ở đó không được nam tính. Tôi có cảm giác họ không phải là đàn ông. Còn phụ nữ thì phẫu thuật thẩm mỹ khá nhiều, trông ai cũng giống nhau. Ở Việt Nam, vẻ đẹp tự nhiên vẫn được ưa chuộng. Không cần nhiều lời nữa, chỉ hai từ, tôi thích. Khi tôi đến Việt Nam, tôi sẽ vào đó để ngắm xem những cô gái Việt Nam đẹp như thế nào, có được như bạn miêu tả không? Đồng phục của họ trông đẹp quá, cái này trông đơn giản và thanh lịch, tạo cảm giác thoải mái. Chắc chắn không phải người Việt Nam, có lẽ họ là người nước ngoài được thuê để làm việc ở đó thôi. Tôi thực sự muốn gặp những cô gái xinh đẹp và ấm áp này. Việt Nam khá tốt, nhưng tôi hơi sợ và không dám đến đó. Người Việt Nam đẹp thật, ai cũng đẹp hết. Tôi đến từ Quảng Tây, tôi đã từng đi du lịch nhiều nơi ở Quảng Tây và Quảng Đông vì lý do công việc. Và tôi thấy một số cô gái Việt Nam thực sự rất xinh đẹp. Sau khi xem nhiều video của bạn, tại sao tôi cảm thấy muốn đến Việt Nam nhưng tôi sợ nơi đó không an toàn? Ngoại hình rất quan trọng, nhưng tính cách mới là quan trọng nhất. Nếu không thì ngày nào cũng cãi vã, ly hôn sẽ khiến con cái khó chịu suốt đời. Anh trai tôi đến từ Quảng Đông, đang chân thành tìm một cô gái Việt Nam để kết hôn và muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn đời. Anh trai tôi năm nay 40 tuổi, đẹp trai. Có xe ô tô, có nhà ở thành phố, nói chung có đủ mọi thứ, nhưng chỉ thiếu một cô vợ xinh đẹp ngoan hiền. Tôi thấy cũng không tệ, nhưng Trung Quốc có nhiều người đẹp hơn Việt Nam. Nếu bạn không tin tôi, hãy đến huyện Đông Nguyên, thành phố Hà Nguyên, một thành phố cấp 4 xa xôi ở Quảng Đông. Ở đó có thể bắt gặp người đẹp ở khắp mọi nơi. Tôi đang làm việc ở Việt Nam, con gái Việt Nam rất xinh đẹp và có dáng người chuẩn. Tôi không hiểu ngôn ngữ và tôi phải sử dụng cử chỉ cho mọi việc, thật xấu hổ. Con gái Việt Nam giống con gái Trung Quốc và cũng xinh đẹp không kém. Phía trên là một số bình luận của netizen Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc đã đến Việt Nam đều công nhận, những nhân viên trong cửa hàng đều rất xinh đẹp. Không chỉ có như vậy, họ còn bắt gặp trai đẹp gái xinh ở khắp mọi nơi.
không giống như lời đồn ở Trung Quốc như là người Việt Nam có làn da đen và lùn. Đó là nội dung của ngày hôm nay, còn các bạn có suy nghĩ gì? Thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.